Xin được nói thêm về giới tà dâm và cách giữ giới này được không ạ? Đó là vấn đề của bạn hay là vấn đề của những người xung quanh bạn? Nói thêm về giới tà dâm và cách giữ giới này được không ạ? Tà dâm là cái gì? Tà dâm là tình dục mà đem đến sự đau khổ cho bản thân hoặc cho người khác hoặc cho cả hai, đúng không? Đem đến sự đau khổ và bế tắc cho bản thân hoặc cho người khác hoặc cho cả hai. Còn tình yêu thương và cách thể hiện tình yêu thương là đem đến hạnh phúc cho bản thân, cho người khác, phải không? Hoặc cho cả hai. Các bạn nhận được không? Một cái là thể hiện tình yêu thương, còn một cái là đó, có thể là họ do cái vì họ không có họ bị ví dụ như cái cảm xúc hiện tại đi, phải không, mà họ họ làm giống như là họ 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 lấy vợ hoặc lấy chồng của người khác, rồi đó là họ làm những người khác đau khổ, mà do cái sự không làm chủ được tâm của họ, cái sự không làm chủ cảm xúc của họ, giật vợ giật chồng của người khác là tà dâm. Các bạn nhận được không? Tại vì sao mình gọi là tà? Phải làm có tà người khác đau khổ, làm người khác đau khổ thì trước sau cũng làm mình đau khổ. Còn nếu mà cái tình yêu á, và cách thể hiện tình yêu mà nó đến từ sự tự nguyện của hai người, tại năng lượng yêu thương nó không có xấu. Nếu mà cái năng lượng yêu thương mà nó làm xấu cho mình, xấu cho người xung quanh mình, xấu cho xã hội, thì cái đó là xấu. Còn tình yêu thể hiện tình yêu thương không có xấu. Trời ơi, bạn ấy nói dạ của con bạn 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 nhận được câu trả lời rõ không? Rõ chưa? Đó, một cái để tại sao mình gọi là tà, tại sao mình gọi là chánh. Cái tà là cái gì đó nó đem đến đau khổ, chánh là cái gì đó nó đem đến sự giải thoát, nó đem đến sự hạnh phúc. Đó là tà và chánh. Rất là nhiều người hay dùng cái từ tà chánh, tà chánh, tà tà, hay gọi người ta tà, nhưng mà họ tà hỏi hỏi ủa rốt cuộc tà là gì chưa chắc họ giải thích được, đúng không? Thank you. Thật là vô lý, không thể hiểu được. Chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới thông suốt mấy cái này, còn cái này đố ai mà ở ngoài kia mà nói mấy cái nói với cái người đó được, phải không? Tà là cái gì? Tà là đem đến đau khổ cho bản thân, gia đình, người thân, người khác hoặc xã hội. Chánh là cái gì? Đem đến hạnh phúc cho bản thân, người khác, gia đình hoặc xã hội. Tà trong đạo là cái gì? Là đem đến sự bế tắc, không đem đến sự giải thoát chân thật trước phiền não của thân và tâm, cho bản thân hoặc gia đình hoặc người khác, thì đó là tà đạo. Còn chánh đạo là cái gì? Thì là nó đem đến sự giải thoát, cho an lạc cho bản thân, đem đến từ bi hỷ xả cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho những người khác, thì đó là chánh đạo. Các bạn nhận được không? Đơn giản như là cái gì, nhưng mà các bạn hỏi thì mới nói, còn không hỏi là như là có nghĩa là kho tàng của niết bàn là vô giá và không có giới hạn. Các bạn nhận được không? Nhưng mà đụng tới đâu sẽ nói tới đó. Khi mà vũ trụ đặt những cái câu hỏi đó thông qua các bạn là cái đó là cần được chia sẻ ra. Các bạn đừng có để những cái mà khái niệm của những người khác mà trong khi họ cũng rõ, giống như mấy người hay nói người ta tà đó, hay nói người ta chấm rồi đó, hỏi họ vậy thì ví dụ như trong tôn giáo đi, ngài nói tà vậy thì tà là sao, rốt cuộc là sao, khác đạo của ngài là tà hay là sao, hay là khác cái gì ngài tin là tà hả? Đâu phải đâu, tà là đem đến đau khổ cho bản thân, gia đình hoặc xã hội, còn chánh là đem đến hạnh phúc, trí tuệ, giải thoát cho bản thân, gia đình và xã hội. That's it, đơn giản vậy đó. Đừng có đem đến đau khổ cho người khác trong bất cứ phương diện gì, cái gì đem đến phiền não cho bản thân, cho những người khác, và cuối cùng là dẫn đến cho mình, thì đó là không có tốt. Mà một số người ta dùng từ tà, còn cái chánh đó là mình đem đến hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội, vậy thôi. Đó là chánh, đó là thiện lành gọi là chánh, ác gọi là tà đó. Đó ông trời ơi, chí vô sư thật sự không thể nào. Thiện lành là chánh, còn ác là tà. Các bạn nhận được không? Good job. Mà thường những người mà họ đi làm những cái mà đó, điều mà không tốt cho bạn người khác và gọi là cho họ đó,
thì những người đó thường là họ do không không biết cái đó đem đến cái kết quả gì đó, đó. Họ đang tạo bên đây nữa nè, giả sử họ có một đống này rồi họ tạo thêm nữa thì cái này nó nặng nữa, rồi bên đây thì nó lại tu thì lại không có, thì kia nó nặng à, rồi nói thì sao mà ôi trời ơi sao hành trình của tôi thử thách tới tùm lum, ráng tu đi ở vị trí giải thoát à, hiện cái gì đụng tới đâu dùng yêu thương trí tuệ chuyển hóa tới đó thì sạch thôi. À, một bạn này không, một bạn này rất là tuyệt vời nè. Có nhiều câu hỏi nhưng khi quay về sự quan sát thì câu hỏi nào cũng có trả lời mà không còn câu hỏi nào nữa hả? À. Thì cái đó là chánh kiến đó. Good job.